trọng sinh xuyên thư ôn khởi nguyệt gần đây rất không thích hợp bởi vì nàng đã nằm mơ một tháng rồi vốn tăng ca đến đêm khuya hẳn là sẽ rất mệt mỏi mới đúng nhưng ôn khởi nguyệt sẽ ở nửa đêm mộng đẹp cùng một người đàn ông hàng đêm ăn khuya ngay cả nằm mơ một tháng như vậy ôn khỉ nguyệt cũng phải hoài nghi mình một hoàng hoa tiểu khuê nữ có phải thật sự muốn yêu đương hay không vốn muốn lần này bận rộn xong cũng muốn yêu đương một đoạn không nghĩ tới một hồi tai nạn xe cộ trực tiếp đưa hắn đến năm 1972. Trần Thâm, một quyển niên đại ngọt sủng văn đại nhân vật phản diện Nam Phụ. Có được hết thảy cứu rỗi văn Nam chủ bối cảnh, còn có Nam chủ chỉ số thông minh cùng năng lực, cuối cùng vẫn là chết ở nội dung vở kịch dết xuống. Ông Khởi Nguyệt phát hiện, người đàn ông này rất quen mắt, tự hồ chính là người đàn ông cùng nàng một đêm xuân tiêu. Nửa đời trước của Trần Thâm giống như một tấm màn đen âm u, lại giống như một sa mạc cát vàng, dù sao bất luận nhìn từ góc độ nào, đều không nhìn thấy hy vọng. Thẳng đến một cái nữ nhân từ trên trời giáng xuống, cải biến số mệnh của hắn. Chương 1 một. một giấc chim bao không dấu vết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Xuyên thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Trần Mẫu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Trị thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Người nhà của hắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Đại náo một trận bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 oán hận chất chứa đã sâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Giấc mộng kia bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Mang thai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.